Ôi, xin chào anh em nhé. Bây giờ hai anh em mình sẽ làm quả video chạy sáo, test sáo quanh xóm. Đây. Sẽ cho quyền lấy cầm quả cầu người đằng sau chạy quanh xóm xem sáo còn ổn không. Đi thôi em. Chuẩn bị sẵn nhá. Mũ bảo hiểm sẵn rồi. Quay chưa? Quay ra chưa? Kêu chưa? Đấy, quay ra. Đổi màu lại cho nó một tí xong rồi tút tát lại xong đẹp này. Bác nào thích thì em bát lại cho. Thích thì em bát lại cho. Về bây giờ là phải chỉnh sửa lại xong rồi sơn sửa lại tí cho đẹp đẽ rồi. Thôi nhá, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Chào anh em nhá.